xin chào tất cả mọi người, mọi người đến video tiếp theo tôi kênh Phần Lan Web Zombie Testament nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn phiên bản mod Halloween Ngô nha. Hôm nay tôi sẽ sử dụng Kusata này. Đây, Kusata, tôi sẽ VS với tất cả các zombie ở đây nha. Và ghi vua nha, bắt đầu tôi vào trò chơi đây. Tôi vào Suliva này. Tôi vào cửa Silver đây, bắt cửa ngay nhá. Và đây tôi sẽ thả Kusata, tôi sẽ tất cả zombie nha. Và về phiên bản này thì Kusata sẽ cầm 2
Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.